tục một câu hỏi khác của anh Đại Công này, lợn con bị tiêu chảy cấp thì cách khắc phục như nào? Vậy thì nếu mà các bạn nói về cái việc mà lợn con bị à, tiêu chảy cấp ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ điều trị như sau này, chúng ta sẽ điều trị như sau ở đây, à, tôi sẽ không nói về triệu chứng nữa để tôi xem là ở đây nếu mà có triệu chứng của tiêu chảy cấp thì tôi sẽ nói qua để cho một số anh em đang xem livestream của chúng ta, ấy. các bạn có thể các bạn có thể hình dung ra hơn nhé. Ok, vậy thì bệnh tiêu chảy cấp ở trên heo này, các bạn có thể nhìn hình ảnh như sau này. Các bạn có thể nhìn hình ảnh trước khi mà chúng ta sẽ đưa vào phác đồ nhá. Vậy thì hình ảnh đầu tiên này, đấy, đấy, bị, uh, tiêu chảy cấp ở trên heo đấy các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, phân của nó nó sẽ các thể loại được. Đấy, phân tiêu chảy cấp đấy. Đấy, con lợn nhìn trông nó toi top gầy mòn. Đấy, nhìn thấy không? Sơ xác. Rồi, nó có hiện tượng lôn cả ra sữa này, PID, không? Hai phạch gọi là dương tính với là PID. Vậy thì khi mà chúng ta gặp phải à, cái hiện tượng mà lợn nó bị tiêu chảy cấp thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào để cho nó hiệu quả cao? Việc đầu tiên các bạn biết rằng là cái việc ấy mà để điều trị được bệnh à, tiêu chảy cấp ở trên heo ấy, nó là một trong những bệnh liên quan đến virus. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái nguồn tư duy là đầu tiên ấy, là tăng cường sức đề kháng. Sau đó chúng ta sẽ chống kế phát đúng không? Chúng ta sẽ chống kế phát vậy chúng ta sẽ làm như nào? Việc đầu tiên các bạn cần phải làm ấy là các bạn. À, mang cho tôi cái vua sát trùng nha các bạn lấy cho tôi cái vua sát trùng này về các bạn phun trực tiếp vào thức ăn nước uống phun trực tiếp lên con lợn và các bạn đem cái vua sát trùng này các bạn xịt thẳng vào mồm con lợn rồi đó tại vì cái vua sát trùng này thành phần của nó là bạc tinh khiết nó có tác dụng tiêu diệt 650 loại vi khuẩn và 260 loại virus khác nhau các bạn lấy cái vua sát trùng này về một phần các bạn phun trực tiếp vào thức ăn nước uống phần thứ hai các bạn pha lại cho tôi các bạn pha lại cho tôi bằng nước các bạn nhỏ thẳng vào mồm con đợt còn này ạ đấy là việc đầu tiên nhé việc đầu tiên các bạn uh, việc đầu tiên các bạn sẽ làm như thế nhé các bạn sẽ đem vua sát trùng này pha trực tiếp vào thức ăn nữa ra à, phun trực tiếp vào thức ăn nước uống sau đó các bạn uh, pha ra nước các bạn xịt thẳng vào mồm cho tôi nha các bạn xịt thẳng vào mồm con bạn rồi sau khi các bạn uh, phun như thế thì cứ ngày các bạn phun một lần để cho những cái mầm bệnh uh, do con uh, PID ấy, nó thải ra môi trường nó bị tiêu diệt hoàn toàn sau đó thì ở với con lợn con ấy mà dưới 5 ngày tuổi thì thường thường không cứu được không cứu được con lợn PID dưới một tuần đa số nó chết vậy thì chúng ta sẽ lấy cái ruột của con heo mà dưới 5 ngày tuổi đấy chúng ta sẽ xay để tạo thành auto vaccine để trộn cho những con lái hoặc là những con nước đàn heo khác ăn nhé tức là tôi nhắc này này lấy ruột non của con lợn con bị PID dưới 5 ngày tuổi xay để tạo ra auto vaccine tức là vaccine tụ động cho những con lợn ăn để nó đẩy nhanh quá trình lưu lưu hành nhá, PID ở trong trại. Rồi, với những con lợn mà trên một tuần tuổi các bạn à, sẽ sử dụng như sau. Đầu tiên các bạn lấy nước muối sinh lý, nước nước muối sinh lý đấy, các bạn à, à, tiêm vào xoang phúc mạc hoặc là cái xoang háng cho con lợn để nó bù lại cái vấn đề mất nước ở trên cơ thể con lợn, nó gây đến hiện tượng chết nhá. Tiếp tục này. Sau khi các bạn à, kết hợp giữa cái việc phun vua sát trùng này kết hợp với là tăng cường sức đề kháng cho con lợn con rồi thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi thuốc để mình điều trị bệnh PAD các bạn có thể sử dụng uh, một trong hai dòng thuốc như sau này thứ nhất ấy, là cái thuốc các bạn có thể sử dụng khắc tinh thương hàn tại vì khắc tinh thương hàn này ấy, thành phần chủ đạo ở trong này đó chính là enro và colitin uh, tôi đã cho enro và colitin trong 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 cái thuốc mà khắc tinh thương hàn này nha các bạn tiêm cho lợn con này hoặc là nếu mà các bạn muốn uh, công thức cao cấp hơn ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái thuốc đặc trị tiêu chảy, đặc trị tiêu chảy này nhá, thì cái thuốc này ấy, là cái thuốc mà tôi đang sử dụng cho trang trại ba nghìn nái nội bộ của bên công ty nên là tôi không bán ra bên ngoài nhưng tuy nhiên sau này nếu mà các bạn uh, điều trị heo mà không có hiệu quả, Nếu mà tiêm đủ các thuốc không khỏi thì các bạn chơi cái đặc trị tiêu chảy cấp này nhá, đặc trị tiêu chảy này, tại vì ở đây ấy, cái thuốc này là chưa được đăng ký nên là uh, không có dán nhãn hàng này là hàng dùng nội bộ ở trong trại đây, các bạn nhìn ạ lưu hành nội bộ ở trong trại rồi tôi rơi cho các bạn xem thôi để các bạn biết rằng sau này nếu mà không xử lý được nữa thì gọi xuân trịnh để kiếm lấy cái chai uh, tiêu chảy lợi bộ này về mà tiêu, mà điều trị đúng không thì hiệu quả rất là cao nếu mà các bạn làm nhanh quyết liệt thì trong vòng khoảng tầm một tuần sẽ đẩy lui hoàn toàn PID ở trong trại còn nếu mà các bạn làm không quyết liệt nó sẽ quay đi quẩn lại trong vòng một tháng thì có mà lợn đi sạch đúng không?